Mình xin chào anh em nha. Thì hôm nay mình sàng bớt mấy cái phân sâu rồi ra nha anh em. Anh em nuôi thì thấy cái cây sâu của mình đó, nó nhiều phân quá nên mình sàng ra bỏ bớt ha, để mình bỏ thức ăn mới vô cho anh em. Đây thì em nuôi ở nhà thì cứ dùng một cái rổ như vậy nè. Như mình đây là dùng cái rổ mình sàng. Thì mình anh em nuôi nhỏ lẻ thì mình có thể dùng cái rổ thì mình sàng á, còn không thì anh em ra ngoài ngoài tiệm anh em mua mấy cái lưới kẽm anh em, lưới kẽm cái lỗ nhỏ thôi, lỗ nhỏ nó về anh em đóng một cái khay á, anh em sàng cái đó thì được nhiều hơn, sàng nhiều sâu hơn. Cái này thì mình sàng hơi lâu chút tại vì mình sử dụng cái rổ này cho nó tiện ha. Thì sau cái này anh em sàng bỏ phân ra bớt ha, để mình để cám như thế nào, chứ mình để nhiều phân quá thì nó sau mình nhiều khi nó chui rút với mình cho ăn, cái con ếch ăn nhiều nó phát triển không đồng đều. Thì anh em cứ dùng cái rổ như nhà anh em có cái rổ lỗ nhỏ nhỏ này nè, cái mình sàng lâu lâu khoảng 1 tháng mình thấy phân nó nhiều quá sàng bớt, sàng cho nó sạch phân cái mình để cám gà con vô cho nó ăn. Thì nên cứ giữ cái cây sâu mình nó sạch sẽ khô ráo vậy nè, sâu mình nó khỏe mạnh lắm chứ nó không có chết đâu. Mình nuôi mình chú ý thì sau mình đừng có để ẩm ướt được rồi, chứ lâu lâu thấy phân nhiều quá anh em mình sàng ra ha, sàng ra để mình đẩy cám như cho anh em. Nhà anh em nuôi gà đá hay là gà kiểng thì anh em nên nuôi vài cây sau rồi cho nó ăn quanh năm luôn, mình khỏi phải đi mua. Sàng ra đổ qua cái khay mới để cám gà bầu bí vô cho nó ăn hết, cái mình để tiếp vô. Anh em để phân nhiều quá mình để cám vô nó ăn thì nó lẫn với phân nó ăn không hết, mình không có quản lý được cái cám nó dễ bị mốc nè, nên là mình tốt nhất là mình nên sàng mấy cái phân ra để cho sau mình cho nó ăn uống nó ăn phát triển đồng đều. Đó, đây là cái phân mình sàng rồi nha. Phân này mình sàng ra mình đem ủ mình bón cây cũng rất tốt nha anh em. Anh em đừng có bỏ, mình tận dụng luôn cái phân của nó ha. Phân của nó mình ủ dưới đất. Ủ khoảng 1-2 tháng là mình bón cho cây tầm nó tốt. Thì mình vừa làm vừa quay nên cũng hơi khó coi nên em thông cảm ha. Mình làm cũng video cũng muốn chia sẻ giao lưu đến anh em, những anh em mà chưa biết cách nuôi con sâu rồi nè, mình cũng chia sẻ làm clip cho anh em xem vui ha. Những anh chị nào nuôi rồi thì xem video cho vui thôi, còn những anh em mà chưa biết cách nuôi thì cứ làm như mình rồi nuôi cho chuyên gia các cảnh mình đây. Sau này thì anh em nuôi cũng không có tốn nhiều thời gian, như ở đây là mình đi làm cứ mỗi ngày mình cho nó ăn một lần, như sáng mình đi làm mình cho nó ăn lần thôi, chứ để gì nó ăn tới chiều tối sáng mai cho mình cho ăn lần nữa này. Cho ăn vừa đủ thôi, khi nào mình thấy cám hết mình mới để vô, chứ không cần phải cho nhiều cám đâu nha. Sau này nó rất là dễ, cũng dễ chăm sóc. Nhiều anh em nói sau này khó nuôi lắm chứ tại vì mình bỏ bê nữa, mình không có để ý anh em. Mình nuôi nhiều khi hay sau mình nuôi số lượng nhiều quá nó dày quá nó
cái sâu này nè, nó tiết cái mồ hôi này nó làm ẩm ướt cái thay sâu của mình. Sâu nó sâu này nó chịu ẩm dở lắm, nó thay nó bị ướt ẩm mốc rồi nó bị chết mình. chết nguyên cái thay mình luôn. Nên em luôn chú ý mình hàng ngày mình lấy tay mình đảo như nè, đảo lên coi thay sâu mình ở dưới cái lớp nó đá chậu á, coi nó có bị ẩm ướt không. Nếu mà có ẩm ướt anh em nên thay vào cái thay mới. Cái phân của nó cũng vậy, anh em chú ý nha, phân nó phải khô ráo nha. Nếu mà nó ẩm ướt anh em cũng nên thay qua cái mới liền ha, chứ để ẩm ướt là nó chết. Cái sâu này nó chịu ẩm dở lắm, anh em cứ giữ khô ráo là nó sống khỏe ha, cho nó ăn đầy đủ. Anh em chú ý mỗi ngày cho nó ăn một lần vừa đủ rồi. Này mình phải cho ăn nha, chứ anh em nuôi mà 3-4 ngày không cho ăn là mấy cái con sâu này nó ăn thịt lẫn nhau luôn. Nên mình nuôi mình đã từng nuôi và đã từng thấy rồi, nó cái con này là nó ăn cám á, khi anh em không có bổ sung rau củ quả cho nó thiếu cái chất nước nè, nên con này nó ăn thịt con kia nè. Là khi nào mà nó đói anh em thấy nó bù là ha, bù là nó ăn cái con sâu luôn. Mình chú ý cho nó ăn, mình làm cho nó ăn mỗi ngày một lần vừa đủ, không quá nhiều hoặc không có để lâu quá anh em không có ăn là nó ăn thịt lẫn nhau ha, nó hao hụt sâu của mình, nên mình cũng chú ý để mình nuôi tốt hơn. Đó. Thì đây em làm cho anh em xem thôi, chứ vừa một tay vừa làm một tay quay nó cũng hơi khó, xem anh em cũng thông cảm ha. Đó. Thì anh em ở nhà cứ tận dụng cái rổ như trong gia đình này, mình khỏi thấy đi mua này kia chứ mất công, cứ tận dụng lấy cái rổ này mới lỗ nhỏ nhỏ này, cứ xài rớt cái phần sau cũng là được rồi. Phần sau anh em lấy để ủ món thịt này cũng tốt lắm. Phần nó là nè, phần nó nhuyễn nó khô ráo. Phần này mình đem ủ bón cho cây trồng tốt lắm, như nè nhớ ủ nha, chứ mình bón liền nó bị nóng, bón nhiều quá nó nóng giống như phân cu rê vậy đó. Đó, thì đây là cây sâu mình sàng ra sạch phân hết rồi. Này thì anh em cứ lâu lâu anh em sàng ra sạch thì anh em đổ cám nha. Này cám gà con mình đổ vô liền để vô cho ăn cũng vừa thôi, không cần nhiều lắm đâu, ăn hết cái mình thấy hết mình để vô tiếp. Cứ để cá gì mình đảo lên vậy đều như sâu nó ăn ha, chứ mỗi ngày bỏ cho nó bí đỏ bí đau rau củ quả vậy, bỏ vô cho nó vài lát thì cho nó ăn hết cái quầy này bỏ tiếp nha. Đó thì em cũng chia sẻ video đến những em nào chưa biết cách nuôi nha, cứ làm theo những clip của mình là em sẽ nuôi được ha. Rồi mình cũng xin cảm ơn anh em đã xem video. Nếu mà em thấy video hữu ích với em đến mình thì đăng ký kênh, chia sẻ và like cho mình ha. Thì mình cũng xin chúc anh em